Anh chị em ơi, mưa đã tạnh hơn rồi và trận thi đấu đang chuẩn bị trở lại rồi. Anh chị em kiểm tra lại giúp em một lần nữa khung hình và đường truyền. Anh chị em mình thấy ok không ạ? Em và em nói đang đủ to chưa? Và quý vị ơi, quý vị đã chia sẻ cho bạn bè anh chị em mình ở nhà có thể được cùng theo dõi hay chưa? Quý vị hãy kiểm tra lại giúp em nào. Mình không rõ TikTok là gì bạn Xuân Điệp Vũ nhé. Mình trận thi đấu này đang được phát trực tiếp tại Facebook Đặng Thế Tùng ạ. Và chia sẻ rất rộng rãi lên các page bóng truyền tại khu vực tỉnh Hòa Bình. Đá Bắc cố lên rất nhiều anh chị em. Linh Bùi, bình luận viên cố lên. Cảm ơn anh chị em rất nhiều em. Cảm ơn anh Dương Tây. Chúc cho anh em Lạc Sơn sẽ thi đấu công hiến cho quý vị khán giả một trận thi đấu hay với cầu thủ Lương Sơn trận bán kết 2. Nhưng chúng ta đang chuẩn bị đến với trận thi đấu giữa Yên Thủy và Đà Bắc. Ok rồi, cảm ơn anh chị em. Chuẩn bị chơi rồi anh em ơi. Rất chờ đợi, rất hồi hộp. 2.200 anh chị em đang theo dõi. Trong bộ trang phục áo vàng, quần đen là cầu thủ của đội bóng chuyền huyện Yên Thủy. Trong bộ trang phục áo đỏ, quần đen phần sân xa, cầu thủ bóng chuyền huyện Đà Bắc, trận thi đấu bán kết 1. Ok rồi, Đà Bắc cố lên rất nhiều anh chị em. Ok rồi, Yên Thủy cố lên. Đội bóng nào sẽ góp mặt trong trận thi đấu chung kết trong giải đấu năm nay đây? Tuyệt vời, cảm ơn anh chị em rất nhiều. Hai đội đang làm những thủ tục chào khán giả và chào sân. 3 set chạm 2 nha anh chị em mình ơi. Ba set chạm 2. Và Đà Bắc hay Yên Thủy? Và các cầu thủ Đà Bắc có làm nên lịch sử, có làm nên lịch sử cho huyện nhà mình hay không? Cầu thủ Đà Bắc chia sẻ 10 năm rồi, 10 năm rồi mới được vào vòng bán kết của tỉnh Hòa Bình. Quá cảm xúc với Đà Bắc, chắc chắn với đà hưng phấn này Đà Bắc sẽ chơi quyết tâm. Còn cầu thủ Yên Thủy, một đội bóng được đánh giá cao trước khi mà giải đấu này diễn ra, với những idol, với những cây chủ công xuất sắc và đặc biệt là chuyền 2. Chuyền 2 Yên Thủy ở giải này theo đánh giá bình luận viên quá hay và quá nổi bật. Chuyền 2 Anh Đức. Và Đà Bắc thì cũng có những chủ công, có những cầu thủ trong đội hình cực kỳ hay và đang cho thấy những sự hưng phấn, những cầu thủ còn rất trẻ. Đội hình xuất phát của Đà Bắc hàng trên số 6 và số 10. Số 6 Văn Nam. Số 10 thì mình chưa cập nhật được tên, tí nữa mình cập nhật anh em nhé. Đà Bắc sẽ đầu tiên phát bóng, nhưng phát đi ra ngoài, điểm đầu tiên cho cầu thủ bên phía Yên Thủy. Số 10 Đà Bắc tên gì anh em ơi, cập nhật lại giúp mình không ạ? Lúc nãy thì mình cũng đang hơi mưa, mình chưa xin được số áo của cầu thủ số 10. Phát bóng cho Yên Thủy. Huy Thông. Bóng đẹp rồi. Chuyền 2 biên 4 Đà Bắc rất trẻ. Pha chắn thành công có điểm cho Đà Bắc, cầu thủ số 5 Bùi Cường. Cầu thủ rất trẻ bên phía Đà Bắc. Chào Linh Linh, vợ của bình luận viên. Mình là người Lương Sơn và lấy vợ Đà Bắc, ngày hôm nay chắc chắn mình sẽ cổ vũ rất nhiều cho Đà Bắc. Nhưng anh em của Đà Bắc sẽ cố lên. Yên Thủy quá mạnh. Thủ tốt không được. Tình huống đập bóng bên biên 4 của các thủ bên phía Yên Thủy. 2-1 cho các thủ Yên Thủy. Số 7 Yên Thủy là Văn Minh nhé. Biệt danh là Đá Tảng. Số 7 rất đẹp trai và cao to bên phía Yên Thủy. Hàng trên Yên Thủy, số 10, số 7, số 5. Số 5 Hoàng Kim Anh, rất cao, biên 2. Gõ bóng trong sân, một tình huống gõ bóng bỏ chắn của cầu thủ bên phía Yên Thủy. Điểm 2 đều. Chào Văn Thành nha, số 17 Anh Đức, chuyền 2, số 10 Thành Lợi, anh em ruột học Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh ạ. Cảm ơn sự chia sẻ của Văn Thành nha. Lỗi phát bóng của cao thủ bên phía Đà Bắc. 3-2 cho Yên Thủy. Số 5 Yên Thủy phát bóng. Hoàng Kim Anh phát bóng. Văn Minh và Lợi Cá Rô đang hàng trên. Nhưng Hoàng Kim Anh thì phát bóng đi ra ngoài. Điểm 3 đều, những điểm số đầu tiên. Cảm giác hai đội vẫn đang bắt nhịp mọi người ạ.
phát bóng cho Đà Bắc. Bước một đẹp rồi, tình huống đánh nhanh không thành công. Thôi tấn công bỏ nhỏ của Đà Bắc, dính bóng rồi. Một tình huống bỏ hơi dính và hơi lộ của chuyền hai bên phía Đà Bắc. Điểm 4-3 cho Yên Thủy. Số 10 Yên Thủy phát bóng, Đức Lợi, Lợi cá rô. Chuyền hai số 3 bên Đà Bắc là Văn Toàn mọi người nhé. Biên 4 của Đà Bắc hai chắn nhưng chuyền sang rồi. Những tình huống chuyền bóng trên lưới như vậy thì không thoát được cái tay của Văn Mình. Đá tản bên phía Yên Thủy. Chuyền lỗi thôi, trên lưới mà sát quá thì chắc chắn không qua được, chắn quá cao. Huy Thông thì đang có biên 4, đang có mặt biên 4. Và chuyền 2, Anh Đức thì đang có mặt ở hàng trên. Hàng tấn công có lẽ là cầu ghi điểm của Yên Thủy. Tiếp tục tình huống đánh bóng không qua lưới. 6-3 đúng không ạ? Phát bóng cho thủ Yên Thủy. Lợi cá rô. Phát bóng bay rất khó chịu, bước một vẫn đẹp, khó để có thể đẩy bóng. Tiếp tục là lỗi chuyền hai, không thể đẩy bóng lên. Nhưng mà đó là một đường bắt một, bước một rất khó của cầu thủ bên phía Đà Bắc. Những bước một đầu tiên và những tình huống tấn công đầu tiên của Đà Bắc thì đang gặp những sự khó khăn. Và chưa có một sự chắc chắn tới từ vị trí của chuyền hai. Mình cảm thấy là những đường chuyền đầu tiên đang hơi lỗi. 7-3 cho cầu thủ Yên Thủy. Xin cảm ơn anh em nhé, rất nhiều anh chị em đang có những sự cổ vũ cho Yên Thủy và Đà Bắc. Rất mong quý vị khán giả, anh chị em sẽ chia sẻ nhiều hơn nữa để những bà con trong tỉnh Hòa Bình của chúng ta sẽ được theo dõi những cầu thủ xuất sắc nhất của tỉnh Hòa Bình năm 2023 thi đấu và cống hiến trong màu áo của huyện nhà. Huyện Đà Bắc trong bộ trang phục áo đỏ, quần đen phần sân xa. Huyện Yên Thủy áo vàng, quần đen ở phần sân gần với quý cô bác anh chị em. Sẽ thi đấu đầu tiên, điểm số đang là 7-3 thuộc về các thủ huyện Yên Thủy. Yên Thủy phát bóng. Vẫn là Lợi cá rô với những tình huống phát bóng rất khó chịu, những tình huống phát bóng bay. Bóng còn hơi trơn nữa mọi người ạ. Bước một đẹp rồi, tiếp tục đẩy biên 4, biên 4 qua. Tình huống quay tay lách chắn tốt nhưng bóng ngoài sân. Có ý tưởng để lách chắn rồi nhưng tiếp tục là một tình huống tấn công không thành. Điểm cho thủ Yên Thủy 8-3. Vẫn là Lợi cá rô, 5 điểm phát bóng liên tiếp. Phát bóng rất khó chịu mọi người ạ. Bước 1 của Đà Bắc hơi khó, bây giờ đẩy biên 2, một chắn, gõ bóng lỏng tay vẫn ngoài, gõ mạnh hay gõ nhẹ vẫn ngoài. 9-3 cho Yên Thủy, những điểm số đầu tiên của set đầu tiên. Và Yên Thủy xin một quyền thay người. À không, đó là cầu thủ Đà Bắc thay người rồi, thay biên 2 vào. Biên 2 số 3 rời sân và số 7 vào sân. Số 7 vào sân biên 2 bên phía Đà Bắc là Trường Giang. Vẫn chưa dứt khoát ở điểm này tới từ Đà Bắc. Chưa thấy một tình huống tấn công dứt khoát và có thể bạt chắn hoặc là ghi điểm. Vẫn đang hơi non tay một chút xíu biên 4. Bây giờ thì có điểm rồi, phải dứt khoát lên. Chắn của Yên Thủy quá cao, pha bóng vừa rồi một tình huống đập trúng đầu của số 7 bên phía Yên Thủy. Văn Minh đá tảng bị một tình huống đập vào đầu bởi vì ai bảo bật cao quá làm gì. Điểm đổi cho Đà Bắc. 4-9. Lại phát bóng ra ngoài, rất nhiều lỗi của Đà Bắc. 14 cho các thủ bên phía Yên Thủy, những điểm số đầu tiên liên tiếp với Yên Thủy. Không biết là lần đầu được chơi bán kết của giải tỉnh Hòa Bình thì các thủ Đà Bắc có bỡ ngỡ không? Rất nhiều cầu thủ trẻ. Tiếp tục biên 4 bật rất cao. Nhưng có lỗi chạm lưới, có lỗi chạm lưới rất đáng tiếc. 11-4 cho Yên Thủy. Xin được gửi lời chào tới 3.200 anh chị em đang theo dõi từ xa. Rất mong quý vị khán giả, bà con cô bác sẽ liên tục chia sẻ những hình ảnh này để được lan tỏa rộng rãi hơn nữa trong và ngoài tỉnh Hòa Bình. Và rất nhiều quý vị khán giả ngày hôm nay không có điều kiện về tại huyện Lạc Sơn thì theo dõi trực tiếp có thể theo dõi từ xa. Đánh nhanh không hiểu ý nhau nhiều. Vẫn có một tình huống đập bóng qua lưới nhưng vẫn thuộc, điểm số vẫn thuộc về Yên Thủy. Bạn đọc xuống đây. 11-4, 12-4 cho các thủ bên phía Yên Thủy. Một tình huống phát bóng không ra ngoài của số 7 Văn Minh. 5-12 cho Đà Bắc. Đà Bắc cố lên. Rất nhiều anh chị em đang cổ vũ Đà Bắc. Xin chào Phương nha, xin chào Khắc Kỳ.
Xin chào ngang bằng cua nha, xin chào Đức Tuấn. Rất nhiều anh chị em đang cổ vũ và theo dõi trận thi đấu này. Rất nhiều bình luận ở trên sóng live. Rất mong quý vị khán giả thông cảm nếu như mình không trả lời được hết tất cả câu hỏi hay những lời chào, lời chúc của anh chị em. Và mình cũng đang tập trung để truyền tải quý vị khán giả những điểm số, những tinh thần của trận thi đấu này. Huy Thông, tình huống ghi điểm của biên 4 bên phía Yên Thủy. 13 năm. Để tinh thần tự nhiên không ai chơi vào nhắc bảo mà. Mười ba năm, quá nhiều điểm cho Đà Bắc. Có điểm một tình huống chạm chắn bóng đi ra ngoài, tình huống chạm chắn của số 5 bên phía Yên Thủy. 6-13 cho Đà Bắc, hay quá. Mưa vẫn hơi bé bạn nhá, mưa vẫn hơi bé, cũng ít nhiều ảnh hưởng tới các cầu thủ thi đấu trên sân. Nhưng mặt sân thì là mặt sân bê tông, không phải mặt sân đất nữa. Tình huống tấn công không hiểu ý nhau của các cầu thủ bên phía Yên Thủy. 73 cho Đà Bắc. Máy em giật thế nhỉ? Máy em giật. Quý vị khán giả ơi, có giống bạn đang bình luận ở trên sóng live không? Máy của quý vị có giật không? Mình cảm thấy là đường truyền cũng đang khá là mượt mà. Và điểm số ở trên sóng thì cũng đang được đếm rất chuẩn. 14-7 cho Yên Thủy. Huy Thông phát bóng, Huy Thông hết cầu rồi. Tình huống nhảy phát của Huy Thông, bóng đi ra ngoài. Rất lâu rồi ở trong giải bóng chuyền của tỉnh Hòa Bình mới được theo dõi một tình huống nhảy phát nhưng lại đi ra ngoài của Huy Thông. 8-14. Biên 2, một chắn, chắc chắn có điểm rồi. Tình huống ghi điểm của số 5 bên phía Yên Thủy, Hoàng Kim Anh. 15-8. Không giật tí nào. Rất nhiều anh em chỉ bảo đang bảo là vẫn rất ổn rồi. Anh chị em ơi đang theo dõi trận thi đấu này qua 3G hoặc là wifi thì anh chị em sẽ kiểm tra lại đường mạng của mình giúp em ạ. Mạng của em cũng đang rất ổn ạ. Và đang theo dõi khá mượt ở một chiếc điện thoại nữa. Và đọc những bình luận của quý vị khán giả. Và anh Đặng Thế Tùng thì đang xử lý ở khu vực máy quay và máy tính. Một chút chia sẻ với bà con cô bác đang theo dõi trận thi đấu này. Những hình ảnh mà quý vị khán giả đang theo dõi thì tới từ một tinh thần tự phát của anh Đặng Thế Tùng để truyền tải, để quay những hình ảnh cho bà con ở xa không có cơ hội về với huyện Lạc Sơn trong mùa giải năm nay. Những hình ảnh này là tự nguyện đi và em cũng vậy ạ. Hai anh em tự nguyện để đi theo dõi cổ vũ nhưng vẫn mang những thiết bị để truyền tải tới bà con chứ không phải là tỉnh thuê hay là huyện thuê ạ. Rất mong bà con sẽ có những sự thông cảm. Nếu như đường truyền không mượt mà hay là em nói không hay, bình luận không chuyên nghiệp thì rất mong anh chị em sẽ thông cảm ạ. Tiếp tục là điểm cho thủ Yên Thủy. 16-9 cho Yên Thủy. Ổn mà, rất nhiều anh em đang bình luận ổn rồi. Ổn hơn sân đất rất nhiều anh em nhỉ. Mình cảm giác ra sân bê tông, những cái lực bóng, những cái đường bóng nó sướng hơn. Kể cả thời tiết có mưa gió. Khán giả thì cực kỳ đông. Biên 4 Đà Bắc tấn công, không thể qua chắn được đá tảng. Số 7 bên phía Yên Thủy chắn rất cao, bật rất cao, thò nách luôn. 17-9 cho Yên Thủy. Hoàng Kim Anh phát bóng lại đi ra ngoài. Rất nhiều lỗi phát bóng của hai đội trong trận này. Cảm giác hiệp set đầu tiên hai đội vẫn đang nổ máy. Rất nhiều những anh chị em bảo là về Lạc Sơn thì các đội đều chơi máy dầu nên là phải nổ hơi lâu. Nhưng mong là set thi đấu này sẽ có nhiều pha bóng hay. 17-9 cho Yên Thủy tấn công. Đá tảng không thành công, cơ hội phản công cho Đà Bắc dõng dạc rồi. Biên 4 quay tay lách chắn nhưng lại đi ra ngoài. Rất nhiều tình huống đập bóng ra ngoài của Đà Bắc. Kìa, phát bóng cũng không qua và còn phát ra ngoài nữa. Tấn công thì hơi cảm giác là cũng chưa được dứt khoát lắm. Gõ bóng cũng đi ra ngoài. 18-9 đúng không bác? 18-10. Lợi Cá Rô phát bóng không qua lưới. 11-18 cho thủ Đà Bắc. Đà Bắc khởi động nhanh lên nào. Đà Bắc khởi động cố lên. Nhanh lên chút xíu, bắt nhịp lại đi. Lỗi rồi, mình cảm giác như hai chạm tới từ Libero rồi. Tấn công cho Đà Bắc làm gì đây? Đẩy cao lên cho tí nữa. Biên 4 hơi sát lưới, chắn thành công hay không? Gõ bóng sang. Bước 1 hơi xấu. Xử lý trên lưới. Cơ hội tấn công thuộc về các thủ Yên Thủy. Đánh chồng qua hay tới từ Huy Thông. Biên 4 của Yên Thủy là một điều gì đó khá đặc biệt ở mùa giải năm nay. Mỗi khi mà chuyền hay, bên Yên Thủy có một đường chuyền rõng rạc và gọn gàng cho số 4 thì mình sẽ nghĩ tới ngay là điểm số. Huy Thông quá nổi bật quý vị ạ. Cầu của Yên Thủy khi mà có Huy Thông thì quá tin tưởng rồi.
những điểm số cực kỳ là dứt khoát. Và các thủ Đà Bắc xin một quyền hội ý lần thứ hai trong set thi đấu đầu tiên. Theo lúc nãy thì ban tổ chức thông báo là 3-2 mọi người nhá, không biết là tí nữa có thay đổi không. Đường truyền hình ảnh tốt như Sony, cảm ơn Facebook Hà Thiên Thủy nha, rất nhiều Facebook đang trôi. Xin chào Hoàng Lò nhá, kẻ sân thiếu mét hay không, anh em khá là uy tín nhá. Đến tầm này rồi anh em còn lo cái sân nhỏ nữa. Quan trọng là các cầu thủ phát bóng cần có những sự tự tin nữa. Đà Bắc cảm thấy hôm nay không biết là anh em có run không, rất nhiều anh em trẻ cảm thấy kể cả lên đập thôi mình chưa thấy một sự dứt khoát tới từ các chủ công bên phía Đà Bắc ở trong những phút đầu tiên này. 19-11, số 7 Yên Thủy phát bóng tấn công, biến hai một chắn, Huy Thông chắn rất cao, tình huống đập bóng vào đầu của hàng chắn bên phía Yên Thủy tới từ chủ công bên phía Đà Bắc. Điểm lúc này nó nhảy điểm cho bác nhỉ, 11 rồi đúng không? 12 rồi. 12-19. Cái bên em này nhảy điểm hơi chậm. Ô, tiếp tục phát bóng ngoài sân anh em ạ. Rất nhiều lỗi phát bóng. 20 rồi, 20-12 rồi. Cho thủ Yên Thủy. Đập bóng đi ra. Ra ngoài, chạm tay chưa nhỉ anh em nhỉ? Trọng tài đứng rất gần nhưng mà xác định là chưa chạm gì cả. Điểm cho Yên Thủy. Chắn bên phía thì quá cao. Có lẽ là cầu thủ Đà Bắc đã buông ở set đấu này rồi. Mình cảm thấy là chưa thấy một cái tinh thần cao nào tới thủ Đà Bắc ở trong set đầu tiên này. Gõ bóng cũng khá là hời hợt nhá. Tình huống vừa rồi của biên 4 Đà Bắc, hàng trắng rất cao nhưng vẫn gõ vào tay, bóng về rất gọn. 3-3 hàng sau. Biên 4, biên 2 không có điểm thì Đà Bắc quyết định tấn công ở hàng sau nhưng vẫn không thành công. Lại đổi vận động viên rồi. Có lẽ là một tình huống thay đổi chiến thuật của ban huấn luyện bên phía Đà Bắc. Không biết là tối hôm qua là anh em Đà Bắc ở lại ở khu vực huyện Lạc Sơn thì anh em có đi đâu chơi không? Nhưng sáng ngày hôm nay mình cảm giác hơi yếu. Chưa thấy đập mạnh tới từ các chủ công bên phía Đà Bắc. Số 5 Đà Bắc rời sân, Bùi Cường rời sân, số 4 vào sân. Văn Đường à. Bán kết 2. Huyện Lương Sơn gặp huyện Lạc Sơn. Lương Sơn nhất bảng B, Lạc Sơn nhì bảng A. Lần này thì các thủ bên phía Yên Thủy cũng không chịu thua, các thủ bên phía Đà Bắc vẫn quyết định đập ra ngoài cho bằng bên phía Đà Bắc. Số 5 Yên Thủy đập bóng ra ngoài nhưng mà chạm tay chưa nhỉ anh nhỉ? Chạm tay rồi, có điểm cho Yên Thủy. 24 rồi. Rất nhiều lối phát bóng của hai đội, không hiểu là hai đội Yên Thủy và Đà Bắc ngày hôm nay có gặp vấn đề gì về tâm lý không. Set đầu tiên đang có khá nhiều lỗi kỹ thuật. Một tình huống tấn công không hiểu ý nhau. Không biết là tối qua bàn thế rồi mà hôm nay truyền thì không hiểu ý nhau. 14-24 cho thủ Đà Bắc. Mưa vẫn hơi phun anh em, mưa phun phun thôi. Bây giờ thì tấn công sửa sai lại tình huống tấn công vừa rồi. 25-14. Chung cuộc set thi đấu đầu tiên thì các thủ Yên Thủy giành chiến thắng mọi người ạ. Set đầu Yên Thủy thắng rồi. Đà Bắc đánh trận này cảm giác là hơi nhẹ nhàng, mình cảm thấy là cũng chưa cân xứng với Yên Thủy. Không biết là các thủ Đà Bắc có chút gì đó tâm lý hay không, hay là lần đầu tiên được vào vòng này. Có vẻ hơi tâm lý, rất nhiều quý vị khán giả cũng đang bình luận và cũng chung quan điểm với mình. Mình cảm giác là những cái đường bóng ở truyền lên của truyền 2 cũng khá là hơi non, chưa được dứt khoát. Những cầu thủ ở trên hàng tấn công thì gõ bóng, kể cả gõ lỏng tay thôi vẫn không qua chắn. Bước 1 thì lỗi nhiều, phát bóng lỗi nhiều. Cảm giác là các thủ Đà Bắc, các cầu thủ trẻ thì cũng hơi tâm lý. Nhưng khi mà các thủ trẻ mà hưng phấn thì mình nghĩ là ông sẽ chơi sẽ quyết liệt hơn. Nhưng các thủ Yên Thủy mình đánh giá cao hơn, đánh giá cao hơn trong trận thi đấu bán kết 1 này. Nói khách quan, công tâm là như vậy. Yên Thủy đánh set 1 quá nhẹ nhàng. Chúc cho các thủ Đà Bắc set 2 sẽ chơi cố gắng hơn và sẽ chơi một cách quyết tâm hơn. Set đầu tiên cách biệt nhiều quá.
Không biết là giải này anh em thế nào, mình giải tỉnh Hòa Bình thì chắc chắn là các ban tổ chức thì cũng có những kiểm soát về giấy tờ rồi. Rất nhiều anh em sẽ phải thông cảm nhé. Những cầu thủ chơi giải vô địch này cũng sẽ có khẩu ở huyện. Và ban tổ chức chắc chắn là kiểm soát, mình thì không phải là ban tổ chức nên mình không rõ là ban sức kiểm soát nào. Rất mong anh em sẽ thông cảm nha. Và một chút chia sẻ với bà con cô bác, những quý vị khán giả đang theo dõi trận thi đấu này. Quý vị đang được theo dõi những hình ảnh mà anh Đặng Thế Tùng truyền tải tại ở sân bóng nhà văn hóa huyện Lạc Sơn. Và những hình ảnh mà quý vị khán giả theo dõi là những hình ảnh mà cá nhân anh Đặng Thế Tùng và bình luận viên, mình cũng là bình luận viên Thú Cuội, cùng đồng hành với nhau để truyền tải những không khí, những hình ảnh tới bà con cô bác, những quý vị khán giả yêu bóng chuyền tại tỉnh Hòa Bình và những quý vị khán giả từ xa không có cơ hội về với huyện Lạc Sơn để theo dõi giải đấu năm nay. Cái này là trên tinh thần tự phát tự nguyện ạ, không phải là bên ban tổ chức thuê hay là anh em có kinh phí hay là bên nào nhờ về. Cái này là anh em đi xem và muốn quay cho khán giả ở xa, mang thêm thiết bị để quay cho bà con cô bác thôi. Rất mong bà con cô bác sẽ hoan hỉ, thông cảm, vui vẻ. Nếu như hình ảnh không được sắc nét, không được chuyên nghiệp như TV hay là bình luận viên nói không được đầy đủ hay là có nhiều những sự sai sót thì chúng ta sẽ hoan hỉ và vui vẻ với nhau ạ. Và thông cảm nữa ạ. Bà con hãy động viên và chúng ta sẽ đoàn kết với nhau. Hòa Bình chúng ta hãy đoàn kết với nhau ạ. Và cổ vũ cho các cầu thủ sẽ chơi hay nhất có thể. Xét thi đấu thứ hai, hai đội đổi sân. Yên Thủy phát bóng và ghi điểm 1-0 cho Yên Thủy. Khá nhẹ nhàng và đơn giản tới từ các cầu thủ Yên Thủy trong set 1. Không biết set 2 thì sẽ chơi như thế nào. Đẩy bóng hơi sát lưới, hàng chắn của Huy Thông rất cao nhưng mà chạm lưới rồi. Lỗi chạm lưới của Huy Thông. Một đều. Pha bóng vừa rồi thì Huy Thông có bảo với trọng tài là em vừa có chạm lưới một tí thôi mà anh bắt. Trọng tài rất tinh, trọng tài rất chính xác. Cho em xin thông tin trọng tài với bác Bùi Văn Tùng. Trọng tài điều khiển chính trận thi đấu này, trọng tài đang số 1 đang đứng trên cao là trọng tài Bùi Văn Tùng của Lạc Sơn đúng không ạ? Vâng. Trọng tài bắt rất chính xác từ đầu giải. Một tình huống đập bóng rất cao, một tình huống nỗ lực để có thể ăn vạ hàng chắn bên phía Yên Thủy. Có chạm tay chưa? Trọng tài xác định là chưa. Và điểm cho các thủ Yên Thủy 2-1. Nhưng sau đó thì Huy Thông với Yên Thủy giả lại. Các thủ Đà Bắc một điểm, 2-2. Bước 1 đẹp rồi, bước 1 rất đẹp của Libero. Tình huống đánh chồng rất tốt của cao thủ BB Yên Thủy. Hàng chắn của Đà Bắc thì không theo kịp pha bóng vừa rồi. Ba hai cho Yên Thủy. Đà Bắc có 3 điều hay không? Bật rất cao, chạm chắn bên phía Yên Thủy. 3 điều cho Đà Bắc. Bác điều chỉnh giúp em cô. Bạn ơi, bạn ơi. Quay đi. Đà Bắc phát bóng. Số 5 Đà Bắc là Bùi Cường mọi người ạ. Ông Trọng Sơn. Phát bóng vừa rồi thì các thủ Yên Thủy tiếp tục ghi điểm. Điểm cho Yên Thủy 4-4. Bước 1 đẹp rồi, bước 1 đẹp rồi. Biên 4 cao lên tí nữa, hơi sát chắn. Tiếp tục là một tình huống đập bóng vào đầu của hàng chắn bên Yên Thủy. Ai bảo bật cao làm gì. Hai tình huống vào đầu trong set 1, một quả rồi. Set vừa rồi thì số 7 Văn Minh đá tảng bên phía Yên Thủy, tiếp tục vào đầu tình huống đập bóng của biên 4, số 11 bên phía Đà Bắc. Số 11 Đà Bắc là Tùng Anh mọi người nhé. Bỏ nhỏ thông minh. 5-5. Ô hàng chắn của Yên Thủy bật cao hay là lưới ngắn anh nhỉ? Chắc là lưới đã đạt tiêu chuẩn rồi, màn trước đo đi đo lại rồi. Hàng chắn Yên Thủy bật quá cao, toàn vào đầu thôi. Bây giờ thì cả Huy Thông và Văn Minh đều ở trên. Bật thò nách luôn anh em ạ. Một tình huống bỏ bóng ra ngoài của thủ Đà Bắc. 6-5.
Ai bảo bật cao đúng không anh em? Bật cao xong là chắn bằng cả đầu mình luôn. Phát bóng cho thủ Yên Thủy. Bước 1 đẹp rồi, biên 2 tốt rồi, biên 2 một chắn Huy Thông, chạm chắn Huy Thông ra ngoài. Điểm 6 đều. Những điểm số đầu tiên của set đấu thứ 2 thì đang cân bằng hơn so với set 1. Và Đà Bắc cần phải tự tin những cầu thủ trẻ. Mình theo dõi, mình chưa hỏi thông tin năm sinh của các vận động viên phía Đà Bắc, nhưng nhìn khuôn mặt thì còn rất trẻ mọi người ạ. Có lẽ Đà Bắc sẽ có những nền tảng ở những giải đấu sau. Một tình huống triển khai của chuyền cao tay của chuyền 2 bên phía Yên Thủy nhưng không thành công. 7-6 cho Đà Bắc. Đà Bắc vượt lên rồi. Như quý vị khán giả, những anh chị em của Đà Bắc ơi, hãy chia sẻ nhiều lên chút nữa để chúng ta như có thể cùng đồng hành với những khán giả của Đà Bắc ạ. Những bà con của Đà Bắc rất xa mọi người ạ. Đập bóng ra ngoài của Huy Thông. Đập bóng ra ngoài của Huy Thông. Điểm giúp em anh ơi. 8-6. 8-6 mọi người ạ. Quá bất ngờ và không thể ngăn cản với tình huống đập bóng vừa rồi của Văn Minh. Chuyền 2 ở bên phía Yên Thủy đang bắt nhịp lại với những tình huống chuyền bóng chiến thuật rồi. 7-8 cho Yên Thủy. Kim Bôi loại rồi bạn nhé. Rất nhiều anh chị em hỏi Kim Bôi ở đâu. Kim Bôi loại rồi. Kim Bôi về quê uống rượu từ hôm qua rồi. Còn nhiều anh em bảo là Kim Bôi về đi cày. Không biết là Kim Bôi bây giờ vào vụ cấy rồi à. Bán kết 1. Trận thi đấu mà anh chị em đang được theo dõi. Set thi đấu thứ 2 rất rõ ràng trên màn ảnh rồi. Đá bóng rất mạnh của biên 4 bên phía Đà Bắc. Điểm Đà Bắc 9-7. Có tự tin, Đà Bắc chơi mạnh hơn rồi, chơi lực tốt hơn rồi so với hiệp 1. Số 11 Đà Bắc phát bóng. Tùng Anh phát bóng khá khó chịu, chuyền bóng cao tay, tình huống đánh chồng trên chắn, tình huống đập bóng trên cần của Huy Thông, số 4 bên phía Yên Thủy. 8-9 vẫn là cách biệt được dành cho các thủ Đà Bắc. Hàng công của Đà Bắc hiện tại thì biên 2 số 10, biên 4 số 5, chắc chắn là biên 2 rồi. Biên 2 đều được chuyền bóng rất nhiều ở pha bóng vừa rồi. Chạm chắn của Huy Thông ra ngoài. 18 cho Đà Bắc rồi. Rất nhiều anh chị em Đà Bắc cố lên nhưng mà chưa thấy chia sẻ cho Đà Bắc đâu nha. Những anh chị em của Đà Bắc ơi, chia sẻ đi. Bỏ nhỏ. Số 5 Đà Bắc bỏ nhỏ, đang sau chắn rất cao nhưng vẫn thủ được tới từ Yên Thủy. Không qua lưới, mình cảm giác pha bóng vừa rồi không qua lưới. Có điểm cho Đà Bắc. 11-8 cho Đà Bắc. Số 10 của Đà Bắc phát bóng. Đà Bắc đang tự tin hơn rồi. Những cầu thủ trẻ. Bước 1 rất đẹp. Biên 2 Huy Thông. Một chắn với Huy Thông xuống chứ còn gì nữa. Không thể ngăn cản. 9-11 cho Yên Thủy. Nhưng cầu này thì Huy Thông xuống hàng sau rồi mọi người ạ. Huy Thông xuống hàng sau. Hàng trên của Yên Thủy số 10, số 8 và số 5. Tiếp tục. Đánh gì đây Đà Bắc ơi, phí quá. Bước 1 đẹp rồi nhưng tấn công không hiểu với nhau. Biên 2 chạm chắn có điểm cho Yên Thủy. 10-11. Ngày hôm nay chia sẻ suốt một quý vị, sáng hôm nay em cũng đi từ Lương Sơn về và gặp rất nhiều những bà con, những khán giả của Đà Bắc di chuyển từ Đà Bắc về với Lạc Sơn nhá. Dầm mưa và khi mà đến tại sân thì lại hoãn, đến chiều mới đánh. Bà con Đà Bắc ngồi ở bên ngoài và mình có hỏi thăm, rất tình cảm tới những quý vị khán giả của Đà Bắc. Và cũng rất mong quý vị khán giả yêu quý bóng chuyền của Đà Bắc cũng như Yên Thủy sẽ chia sẻ để hình ảnh này sẽ được lan tỏa nhiều hơn. Điểm cho cầu thủ Đà Bắc rồi. 12-10. Số 8 Đà Bắc phát bóng. Những tình huống triển khai chiến thuật đều lách được chắn của hai đội. Tiếp tục là điểm cho Đà Bắc. 13-10 và Yên Thủy xin một quyền hội ý lần đầu tiên trong set thi đấu thứ 2. Yên Thủy phải hội ý trước Đà Bắc. Rất khó đoán. Sân ở đây thì không trơn nữa đâu anh em ơi. Sân này không phải sân đất nữa mà trơn nữa anh em ơi. Quan trọng là ngày hôm nay anh chị em đang được theo dõi rất nhiều ý tưởng chuyến chơi bóng và chuyền bóng chiến thuật của hai đội. Có chiến thuật hơn rồi, sân đất thì phải đánh rõ ràng nhiều hơn, chính xác là như vậy. Cảm ơn anh chị em rất nhiều với sự chia sẻ. Khoảng 4.200 anh chị em đang theo dõi từ xa. Những tình yêu bóng chuyền tuyệt vời của khán giả trong và ngoài tỉnh Hòa Bình. Rất nhiều quý vị khán giả không ở trong tỉnh cũng lắng nghe được những thông tin, theo dõi trực tiếp, và những quý vị khán giả cũng đang theo dõi gián tiếp qua sóng live của anh Đặng Thế Tùng trong những ngày vừa qua.
Và rất vui khi mà ở giải đấu năm nay thì em có những thời gian rảnh và về với Lạc Sơn để đồng hành với anh Tùng, để truyền tải những không khí tới quý vị khán giả. Kết thúc thời gian hội ý thì Đà Bắc vẫn dẫn điểm, nỗ lực cứu bóng, đưa bóng sang cơ hội tấn công trở về với Yên Thủy. Bước một đẹp rồi, biên không tình huống đánh chồng, tốt. Có điểm cho Yên Thủy ngay sau khi mà hội ý. 11-13. Nữ đánh ở sân khác bạn nhá, nữ đánh ở một phần sân riêng nên là mình cũng chưa cập nhật được. Rất mong anh chị em sẽ thông cảm. Thiết bị của anh Đặng Thế Tùng, máy quay, máy tính, máy móc và khu vực điều hành thì chỉ có thể truyền tải tới quý vị khán giả gần xa một sân thôi. Và nếu như quý vị khán giả quan tâm những hình ảnh của bóng chuyền nữ thì quý vị có thể vào Facebook quý vị tìm kiếm bóng chuyền nữ giải tỉnh Hòa Bình. Bóng chuyền nữ ở điện máy Văn Lai. Điện máy Văn Lai ạ. Quý vị khán giả quan tâm bóng chuyền nữ, quý vị vào Facebook tìm kiếm điện máy Văn Lai. Điện máy Văn Lai và thấy thông tin ở Lạc Sơn thì chính xác rồi ạ. Sẽ theo dõi những hình ảnh bên phía phần sân nữ ạ. Còn ở đây thì em vẫn chưa cập nhật được sân nữ cho anh chị em. Điểm thì đang có trên màn hình rồi, anh chị em mình quan tâm đến điểm số của set đấu thứ hai này nhá. Gõ bóng ra ngoài tới từ Yên Thủy. Thì cũng gõ bóng của Lợi Cá Rô. 14-11. Cho thủ Đà Bắc, số 5 Đà Bắc phát bóng rất trẻ, Bùi Cường. Một cái tên rất giống với một siêu phủi bóng chuyền. Đập bóng ra ngoài của số 5 bên phía Yên Thủy, Hoàng Kim Anh. Mười sáu mười một, chính xác là 16-11 ạ. Anh Tùng thì đang cập nhật, có đang một lỗi cập nhật ở chỗ khu vực kỹ thuật. Thì một tấn công chiến thuật tốt của thủ Yên Thủy. Văn Minh đá đảng 12-16 rồi mọi người ạ. Mười sáu mười một. Ngoài đâu? 17-12 anh ạ, anh cập nhật lại chưa? Vâng, ok. Chính xác điểm số là 17-12 anh em nhá. Ở khu vực kỹ thuật của anh Đặng Thế Tùng và Tú Cội ngồi rất xa sân mọi người ạ, chỉ đặt máy quay và ngồi ở khu vực máy tính ở bên trong ạ, rất xa nên là hơi khuất, nên là cập nhật bảng điểm của ban tổ chức cũng hơi chậm chế một chút xíu. Rất mong anh chị em sẽ thông cảm ạ. 17-12 cho Đà Bắc. Đà Bắc áo đỏ, quần đen. Yên Thủy áo vàng, quần đen phần sân xa. Số 6 Đà Bắc phát bóng. Văn Nam. Bước một rất đẹp. Tiếp tục là tình huống tấn công chiến thuật. Vẫn là đá tảng bên phía Yên Thủy. 13-17 cho Yên Thủy. Cách biệt đang là 4 điểm. Quan trọng là anh em Đà Bắc phải giữ được những cái điểm số này, những cái nhịp chơi này. Thông tin của ban tổ chức là 3 chạm 2 anh chị em mình nhá. 3 chạm 2. Thông tin ban tổ chức lúc nãy thông báo không biết là có thay đổi gì không. Chỉ phát trên Facebook thôi đúng không anh Tùng? Và ok. Chắn rất cao tới từ Huy Thông. 14-17 cho thủ Yên Thủy rồi. Chỉ phát trên Facebook thôi anh chị em mình ơi. Duy nhất đường link, những hình ảnh mà anh em đang theo dõi duy nhất ở trên đường link này thôi. 14-17. Yên Thủy phát bóng Lợi Cá Rô. Phát bóng bay rất khó chịu, số 10 bên phía Yên Thủy. Bước 1 đẹp tới từ Đà Bắc, biên 2. Hai chắn, gõ bóng rất tốt nhưng vẫn thủ được đúng vị trí. Huy Thông xử lý trên lưới, bỏ bóng sang cơ hội tấn công vẫn thuộc về áo đỏ, xử lý trên lưới ngay. Ô làm gì vậy? Tình huống quyết định ăn điểm luôn tới từ chuyền hai bên phía Đà Bắc. Quả đó truyền lên là vẫn ngon nhưng mà quyết định xử lý luôn, tạo bất ngờ. 15-17 cho thủ Yên Thủy và Đà Bắc xin quyền hội ý trong set đấu thứ hai này. Những ngày trước đó thì anh em được theo dõi những hình ảnh mà giải bóng chuyền tỉnh Hòa Bình thi đấu tại sân vận động huyện Lạc Sơn, sân đất nhé. Nhưng mà sân đất sau vòng 3 ngày cày sới thì không thể thi đấu được nữa. Mà sân nó quá là trơn, ảnh hưởng nhiều tới lối chơi của các vận động viên. Thì ban tổ chức quyết định sẽ chơi vòng sau ở sân của phòng văn hóa và thông tin huyện Lạc Sơn mọi người nhé. Quý vị khán giả theo dõi cái biển rất to ở đằng xa đấy ạ. Phòng văn hóa và thông tin huyện Lạc Sơn. Sân vừa mới kẻ ở giữa sân thì luôn, vạch trắng tinh luôn. Hai trăm anh chị em đang theo dõi trận này. Rất mong anh chị em sẽ có những chia sẻ. Sau trận này còn một trận nữa, chỉ duy nhất ở trên này thôi. Anh Tùng sẽ phát liên tiếp luôn, không có thay đổi gì cả.
tấn công chiến thuật tới từ Đà Bắc, phòng thủ tốt rồi. Huy Thông gõ bóng lòng tay, đẩy cao cho biên 4 nào, biên 4 xử lý, có điểm cho Đà Bắc. Trẻ Đà Bắc sung hơn rồi, sung lên rồi, những cầu thủ trẻ bên phía Đà Bắc. Điểm số cho 18-15 cho Đà Bắc. Số 3 Đà Bắc phát bóng, Văn Toàn. Huy Thông bật rất cao, vẫn thủ được, đẩy cao lên cho biên 4, đẩy cao lên tí nữa, hơi sát bỏ nhỏ lại phía sau. Tiếp tục là Huy Thông, trên lưới không chắn, không được rồi. 16-18 cho thủ Yên Thủy. Trận sau thì Lạc Sơn gặp Lương Sơn, anh chị em mình ơi, cũng rất mong anh chị em sẽ có những sự chia sẻ. Bước 1 đẹp rồi, chắc chắn là biên 2 đánh, biết ngay rồi, một chắn, có điểm vào, không được. Tấn công cho Yên Thủy, Huy Thông phải bỏ nhỏ, đường bóng hơi xấu, đẩy cao lên chút nữa, đẩy hơi sát. Quả sát như vậy thì bè về lại còn thu nữa, hơi khó tới từ chuyền hai bên phía Đà Bắc, rất đáng tiếc. 17-18. Một điểm nữa thôi thì Yên Thủy đuổi kịp Đà Bắc rồi. Phá bóng vừa rồi, chuyền hơi thu mà lại còn sát lưới, Huy Thông ở bên phía Yên Thủy chắn lại còn quá là cao như thế. Tiếp tục là biên 4, cơ hội tấn công cho Yên Thủy, có điểm đều không. Huy Thông gõ bóng lỏng tay, vẫn thủ được tới từ Đà Bắc, xử lý 3-3 hàng sau, gõ bóng sang, cơ hội tấn công. Tranh nhau bắt bước 1 rồi, vẫn là Huy Thông. Đây rồi, Đà Bắc ơi vượt lên đi. Số 3, biên 2, một chắn, có điểm cho Đà Bắc hay không? Hơi nhẹ. Huy Thông trên lưới, đập bóng ra ngoài chưa? Trong sân anh em ơi, Yên Thủy vượt lên rồi. 18 đều. Có gì cập nhật giúp em nhé, bởi vì trên này em chậm hơn tí. 18 đều mấy anh chị em ơi, 18 đều, 18 đều nha. Mình ở khu vực kỹ thuật rất là xa. 3-3 hàng sau, bóng ngoài sân, rất đáng tiếc cho thủ Đà Bắc. 19-18 cho Yên Thủy, Yên Thủy vượt lên rồi. Những cái điểm số quan trọng thì Đà Bắc đều không giữ được mọi người ạ, rất đáng tiếc. Cơ hội phản công thì không thể dứt điểm được pha bóng. Nếu như chuyền hai bên phía Đà Bắc quyết đoán hơn, tinh tế hơn và chắc tay hơn thì mình nghĩ là những tình huống phản công của Đà Bắc sẽ chất lượng hơn. Hàng chắn ở bên phía Yên Thủy quá cao, nếu như anh chị em mình xem live là cũng đã biết rồi, hàng chắn Yên Thủy bật thò cả nách lên cơ mà, bật thò mặt lên trên lưới. Thì nên truyền những cái đường bóng nó hợp lý hơn để các thủ xử lý phá chắn, hoặc là có những tình huống lách chắn tốt hơn. Truyền hơi thu mà hơi sát mà bên kia chắn cao như vậy thì hết cửa rồi còn đâu nữa. Đó là những góc nhìn của mình thôi, bởi vì mình đang theo dõi trực tiếp ở sân. Không biết là anh chị em theo dõi trên sóng live này anh em thấy thế nào, cổ vũ cho Đà Bắc nào. Đà Bắc vẫn còn cơ hội, Đà Bắc cố lên. Vẫn hơi thấp rồi, bỏ nhỏ không qua. Tiếp tục là lối chuyển 2. Số 11 bên phía Đà Bắc đang ở vị trí biên 4 nhé. Vượt lên rồi, Đà Bắc vượt lên rồi, 19-18. Có chưa Bắc? Bên kia mà, góc kia. 20-18 rồi anh em ạ. Tiếp tục là một sự không hiểu ý nhau. 21-18 cho Yên Thủy. Anh em xem điểm ở trên góc phải màn hình ạ. Quý vị khán giả xem điểm trên góc phải màn hình nha. Và liên tục em sẽ cập nhật. Lợi cá rô theo chắn với số 10 bên phía Đà Bắc. Huy Thông bật rất cao. Đà Bắc xin quyền thay đổi vận động viên. Số 8 rời sân, số 4 vào sân. Rất tiếc anh em Đà Bắc khi mà dẫn tới 4 điểm đúng không ạ? 4 điểm. 14-13. Nhưng mà bây giờ các cầu thủ 17-13. Nhưng mà bây giờ các cầu thủ của Yên Thủy thì cũng đã dẫn điểm lại rồi, những điểm cuối chắn rất cao. Không thể qua được hàng chắn bên phía Yên Thủy. Những điểm cuối, những cái điểm quyết định thì những cầu thủ Đà Bắc mình cảm thấy là chưa có nhiều bản lĩnh, có lẽ những cầu thủ trẻ. Trong sân của Đà Bắc quá nhiều cầu thủ trẻ. Biên 2 Đà Bắc, hai chắn vẫn về. Thì ông chắn bóng của chuyền 2 bên phía Yên Thủy. Thì ông chắn bóng tốt của anh Đức.
Bỏ nhỏ có điểm cho thủ Yên Thủy. Và như vậy là set đấu thứ hai, các thủ Yên Thủy giành chiến thắng 25-19. Và xin được chúc mừng các thủ Yên Thủy là đội bóng có mặt trong trận thi đấu chung kết, trận thi đấu bán kết 1 quá nhẹ nhàng với Yên Thủy, vượt qua các thủ Đà Bắc. Đà Bắc chơi rất hay ở giải này rồi và họ gặp đối thủ trong trận thi đấu bán kết quá mạnh là Yên Thủy. Và Đà Bắc vẫn còn cơ hội trận thi đấu tranh giải ba. Cũng rất mong quý vị khán giả, anh chị em khán giả của Đà Bắc cũng sẽ có nhiều sự đồng hành, động viên với những cầu thủ của Đà Bắc. Những cầu thủ rất trẻ, rất tài năng và tương lai. Và Yên Thủy thì theo đánh giá của rất nhiều anh em yêu bóng chuyền tại Hòa Bình thì cũng đã công nhận Yên Thủy sẽ có mặt trong trận thi đấu chung kết. Và đối thủ của Yên Thủy sẽ là đội bóng nào đây? Anh em sẽ đến với màn khởi động của huyện Lạc Sơn và huyện Lương Sơn. Lạc Sơn áo đỏ quần đen, Lương Sơn áo xanh đen quần đen phần sân xa.